Xin được kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên xin gửi tới quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Ngày hôm nay Phong thủy Gia Cát sẽ luận đoán tử vi chọn đời tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 năm mạng. Thưa quý vị, Đinh Dậu là người sắc sảo, hóm hỉnh, tài năng và quyết đoán. Họ chủ động và nhiệt tình, cởi mở, giao tiếp rộng rãi. Họ có thể hòa đồng với nhiều loại người hơn so với những người tuổi Dậu còn lại. Và có thể hiểu rõ hơn về cuộc đời của nam bản mệnh này thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi phần luận giải về tử vi 1957 nam mạng Đinh Dậu. Gia chủ nam mạng Đinh Dậu sinh năm 1957, có cung mệnh thuộc cung Tốn, trực bế mạng Sơn Hạ Hỏa, lửa dưới núi, khắc tích lịch hỏa, con nhà Xích Đế cô quạnh, xương con gà, tướng tinh con khỉ, Phật Bà Quan Âm độ mạng. Xét tổng quan cuộc đời bản mệnh, Phong thủy Gia Cát xin được trích dẫn bài thơ sau. Đinh Dậu cung Tốn tuổi ta, lửa ở dưới núi cháy hoài ngày đêm. Mùa xuân, mùa hạ sinh ra, đặng sinh sung sướng, làm nên chức quyền. Thu đông lỗi số tự nhiên, hỏa bị thủy khắc đảo điên cực hoài. Số này trung vận bôn ba, khá rồi tan rã khiến ta chưa cầm. Hậu vận mới đặng an tâm, dư ăn dư để, của cầm khỏi rơi. Số này vận mệnh đổi đời, xa quê xa xứ ở thời mới an. Bụng người cũng có tánh linh, nghi đâu có đó thiệt tình chẳng sai. Số tuổi lòng dạ thẳng ngay, của rơi không lượm, gặp người chỉ cho. Tổng quan, những người tuổi này có cuộc sống tiền vận và trung vận không được thuận lợi, chỉ khi bước sang hậu vận mới được hưởng giàu sang quyền quý. Khi còn tuổi trẻ, cuộc sống gặp nhiều trắc trở, đến khi bước vào trung vận, sự nghiệp mới được vẹn toàn. Những người tuổi này có số được hưởng thọ từ 70 đến 76 tuổi. Những ai ăn ở hiền lành, làm nhiều việc tốt, được tích nhiều phúc đức, tự khắc, gia tăng niên kỷ. Để tăng cường phước báo, gia trì công đức cho bản mệnh, được thọ trường, an khang, Phong thủy Gia Cát khuyên quý gia chủ Đinh Dậu sinh năm 1957 nên thỉnh về mình pháp khí của nhà Phật, Bát Bảo Tâm Kinh. Vật phẩm được chế tác từ bạc S999 là chất liệu bạc sử dụng nhiều trong phong thủy để kỵ tà. Cùng với đó là những ý nghĩa khác nhau trong lối thiết kế được các bậc thầy phong thủy lồng ghép. Mặt ngoài cùng là tám pháp bảo của Đức Phật là vật phẩm cúng dường khi Ngài giáng thế. Bát bảo là biểu tượng của may mắn, bình an và tài lộc. Bên trong là ngũ bộ thần chú được khắc trên cánh hoa sen, biểu tượng của sự thanh tịnh, tịnh hóa nghiệp lực, mang lại phước khí cho gia chủ. Mặt sau có khắc chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Theo truyền thuyết, khi Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh, được Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát trao tặng, có Bát Nhã Tâm Kinh bên cạnh, mọi việc được hanh thông, giúp Đường Tăng bình an vượt qua mọi thử thách để đến được với Tây Thiên thỉnh kinh. Bên trên và vòng trong cùng chính là biểu tượng hoa sen, nơi tọa thiền của các chư Phật nhằm thể hiện sự thanh cao, tập trung trong công việc, đặc biệt để phát huy công năng tối đa, tốt nhất. Bát Nhã Tâm Kinh trước khi đến tay của gia chủ đều được bao sái tẩy uế, khai quang, nạp chú, chỉ lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng. Vậy nên quý gia chủ hãy yên tâm khi sử dụng vật phẩm này, bởi đây chính là vật phẩm cá nhân giúp hộ thân trợ mệnh, mang lại sự bình an, may mắn cực kỳ hiệu nghiệm cho thân chủ. Tình duyên, chuyện tình duyên của những người tuổi Đinh Dậu năm mạng được chia ra làm 3 trường hợp như sau. Những người tuổi này sinh vào các tháng 2, 3 và 9 âm lịch thì chuyện tình duyên có thể sẽ phải thay đổi 3 lần trong cuộc đời. Những người sinh vào các tháng 4, 6, 7, 8 và 10, 11 âm lịch thì cuộc đời sẽ có 2 lần thay đổi trong chuyện tình duyên. Còn những ai sinh vào các tháng 1, 5 và 12 âm lịch thì chuyện tình duyên vô cùng viên mãn, không có sự thay đổi nào trong cuộc đời. Gia đạo công danh, vào tiền vận và trung vận, gia đạo có nhiều rối ren, chuyện phiền muộn, nhưng sang đến hậu vận sẽ được hưởng yên vui, hạnh phúc. Cũng từ đó mà công danh sự nghiệp phát triển, nhưng hay bị lừa dối, sự nghiệp được hoàn thiện vào năm 37 tuổi, tài lộc dồi dào, tạo tiền đề cho cuộc sống vinh hoa, phú quý trong tương lai. Tuổi hợp làm ăn, Mậu Tuất, Nhâm Dần, Giáp Thìn chính là 3 tuổi hợp với bạn về đường tài lộc. Nếu bạn cộng tác với các tuổi này thì công việc sẽ vô cùng suôn sẻ, thuận lợi, mang về nhiều lợi nhuận cho cả hai người. Bản mệnh có thể dùng thêm vòng tam hợp Tỵ, Dậu, Sửu, được xem là pháp bảo chiêu vận quý nhân
cực tốt trong phong thủy. Sử dụng vòng này, nam gia chủ Đinh Dậu sinh năm 1957 với bản tính hòa đồng, hoan hỷ sẽ thu hút thêm được nhiều mối nhân duyên cát lành, hỗ trợ cho mình trong công việc và cuộc sống. Vòng được thiết kế từ gỗ huyết long, loại gỗ quý hiếm trong phong thủy mà ánh sáng có thể xuyên qua, kết hợp với ba viên mã não đỏ, khắc hình ba linh vật Tị, Dậu, Sửu, mang năng lượng hội tụ, chiêu đón quý nhân, tiền tài cho thân chủ. Cũng giống như hầu hết những vật phẩm phong thủy khác, vòng tam hợp huyết long, Tị, Dậu, Sửu cũng cần phải được hướng dẫn khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi để có thể phát huy được công năng tối đa, tương hỗ cho từng gia chủ một cách tối đa. Lựa chọn vợ chồng, nếu có thể kết hôn với các tuổi Mậu Tuất, Nhâm Dần, Giáp Thân và Bính Thân, vừa hợp về đường tình duyên lại vừa hợp về đường tài lộc thì bạn sẽ được sống cuộc sống vương giả, hạnh phúc. Nếu chọn các tuổi chỉ hợp về tình duyên mà không hợp về tài lộc như Kỷ Hợi, Tân Sửu, Ất Tỵ và Ất Mùi thì vợ chồng bạn vẫn hòa thuận, yêu thương nhau. Nhưng về tài lộc thì cũng chỉ ở mức độ trung bình mà thôi. Cuộc sống không thể nào vươn tới sự cao sang và quyền quý. Còn nếu bạn lựa chọn kết hôn với hai tuổi Đinh Dậu và Quý Mão thì suốt cuộc đời hai bạn sẽ sống trong khó khăn, vất vả vì hai tuổi này không hợp với bạn cả về đường tình duyên lẫn tài lộc. Tuổi Đại Kỵ, để tránh được những khó khăn trở ngại hay rủi ro thua lỗ trong công việc cũng như tình duyên giang dở trong hôn nhân thì bạn không nên cộng tác hay nên duyên vợ chồng với những tuổi Đại Kỵ, đó chính là Canh Tý, Bính Ngọ, Nhâm Tý và Giáp Ngọ. Nếu đối tác là người Kỵ tuổi thì bạn không nên hùn vốn kinh doanh, vừa không thu được kết quả lại hao công tốn của. Nếu bạn vẫn muốn nên duyên với những người tuổi này thì chỉ cần làm mâm cơm cúng gia tộc tổ tiên để được chứng giám, Kỵ tổ chức đám cưới, cưới hỏi linh đình. Còn nếu những tuổi này là người thân trong gia đình bạn thì hàng năm bạn nên cúng sao giải hạn cho các tuổi, như vậy hạn sẽ được giảm bớt. Năm khó khăn nhất, 20, 25 và 37 tuổi là những năm bạn gặp nhiều khó khăn gian khổ nhất trong cuộc đời của mình. Có nhiều vận hạn đến với bạn trong các năm này, cần phải cẩn trọng trong mọi việc sẽ giảm bớt được mất mát, hao tổn. Ngày giờ xuất hành tốt nhất, thời điểm xuất hành hoàng đạo cho những người nam tuổi Đinh Dậu chính là ngày lẻ, giờ lẻ và tháng lẻ. Trong cuộc đời dù bạn làm gì, nhưng nếu bạn lựa chọn thời điểm này để xuất phát thì mọi việc sẽ được hanh thông, gặp nhiều may mắn, kết quả thu về ngoài sự mong đợi. Diễn biến từng năm. Từ năm 20 tuổi đến năm 25 tuổi, năm 20 tuổi công việc gặp nhiều trở ngại, nhưng chuyện tình cảm có nhiều tốt đẹp. Sang năm 21 tuổi, mọi sự tạm ổn, nhưng cần phải chú trọng nhiều hơn đến công việc, có nhiều đau thương trong chuyện tình cảm vào năm bạn 22 tuổi. Từ năm 23 tuổi đến năm 25 tuổi, nhiều khó khăn trên con đường công danh sự nghiệp, nên cẩn thận kẻo bị kẻ tiểu nhân lừa gạt hết tiền bạc. Từ năm 26 tuổi đến năm 30 tuổi, năm 26 tuổi, nhiều điều may mắn trong công danh sự nghiệp. Năm 27 tuổi và 28 tuổi, tài lộc vừa phải, cần dành thời gian nhiều hơn cho gia đình, con cái. Năm 29 tuổi và năm 30 tuổi, có nhiều phiền muộn, lo lắng trong công việc. Từ năm 31 tuổi đến năm 35 tuổi, cuộc đời có nhiều biến động, vào năm bạn 31 tuổi. Năm 32 tuổi và năm 33 tuổi, công việc thuận buồm xuôi gió, thu được nhiều thành quả, tiền bạc dồi dào. Năm 34 tuổi và 35 tuổi, mọi sự ổn định, cần phải chú ý mọi việc trong gia đình. Từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi, công việc phát triển rực rỡ vào năm 36 tuổi. Đến năm 37 tuổi và 38 tuổi, để tâm nhiều hơn đến công việc, sẽ không bị hao tốn tiền của. Năm 39 tuổi và năm 40 tuổi, tài lộc vượng phát, cuộc sống giàu sang, sung túc. Từ năm 41 tuổi đến năm 45 tuổi, vào khoảng thời gian này, bạn có nhiều cơ hội để phát triển công việc, xuất hành đi xa hoặc mở rộng kinh doanh hay hợp tác, làm ăn lớn, đều sẽ gặp được nhiều thuận lợi, thu về thành quả. Tuy nhiên gia đạo có nhiều rắc rối. Từ năm 46 tuổi đến năm 50 tuổi, có nhiều vận may, nhưng mọi thứ chỉ ở mức độ khá vào những năm này. Gia đạo có nhiều rối ren, cần gỡ rối dần dần. Từ năm 51 tuổi đến năm 55 tuổi, những năm tháng này bạn nên chú tâm đến gia đình sẽ tốt hơn, đặc biệt là việc học hành của con cái bạn. Những dự án lớn hay những ý tưởng mới sẽ mang về nhiều kết quả cho bạn. Những tháng cuối của năm 55 tuổi cần chú ý giữ gìn sức khỏe. Từ năm 56 đến năm 60 tuổi, trong những năm này, sức khỏe của bạn suy giảm, đau ốm liên miên, tuy nhiên gia đạo và chuyện tình cảm vui vẻ, yên ổn như ý. Thưa quý vị, như vậy là Phong Thủy Gia Cát vừa luận đoán xong tử vi trọn đời năm mạng tuổi Đinh Dậu, sinh năm 1957. Những chia sẻ trên đây mang tính chất chuyên nghiệp, vì vậy mong rằng quý vị gia chủ chúng ta hãy đón xem một cách hoan hỷ và có sự chuẩn bị cho bản thân trong tương lai. Chúc quý vị sức khỏe, may mắn, tài lộc, vạn sự như ý.